Tập 6. Vậy mời đại soái. À, đại soái à, Tuồng Thập Bát Tương Tống mà ngài đang xem có thể nói là tác phẩm kinh điển nhất. Lương Sơn Ba đó, tôi cho rằng hắn là kẻ ngốc. Thịt Thiên Nga dâng tới miệng rồi mà cũng vuột mất. Là đàn ông mà vô dụng như vậy, thà chết đi cho rồi. Chẳng phải các người đến hát tù sao? Hay là các người chỉ biết đến lấy tiền? Thập Bát Tương Tống hả? Thà để tôi đưa tiền các người còn hơn. Nè, đại soái, cơ sẽ phải dẫn họ làm cái gì? Nếu ngài không thích Tuồng Thập Bát Tương Tống, vậy để tôi kêu họ hát tuồng khác. Ông chủ tiết, chẳng phải ông hứa kêu liễu cô nương của ông hát một tuồng cho tôi nghe hay sao? Không cần phải chờ hôm khác, tôi nghĩ hôm nay hát luôn cho rồi. Vậy cũng được. Không biết là đại soái muốn xem tuồng gì vậy? Tôi hát tuồng Lã Bố Hí Điêu Thuyền. Cúc Trì, anh nghĩ em nên hát một tuồng cho đại soái bớt giận đi. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết, làm sao lên hát được? Ê, Lễ Cô Đường, chỉ cần cô nói một lời, lập tức có người hầu hạ cô ngay. Đại soái, một mình tôi sao hát được? Tục ngữ có câu, tuy chưa từng ăn thịt heo, ít ra cũng biết con heo ra sao chứ. Tôi là Lã Bố, còn cô đóng vai điêu thuyền. Chúng ta do trời đất tạo ra, hả? Liễu cô nương, mời cô. Người đẹp, cho anh thôi một chút. Thả quỷ ra. Dừng chân, dừng tay. Ê, sao lại dừng tay? Tôi thấy họ đánh rất hay. Hả? Chỉ xem tuồng thôi thì chán lắm. Hả? Lưỡng hổ tương tranh, sao không cho họ có dịp so tài cao thấp vậy? Đại soái. Ê, theo tôi nghĩ từ lâu họ đã muốn đánh một trận cho đã đời rồi. Nhưng mà đã so tài cao thấp, cần phải có người đặt cược mới hấp dẫn. Ông chủ tiết, tôi nghĩ thế này. Nếu Mã Vĩnh Trinh thua, cậu kêu Liễu cô nương của cậu tối nay đến hầu tôi. Hả? À? Ngược lại, nếu Hàng Sâm thua, tôi sẽ tha cho thằng nhóc này. Cậu không đồng ý sao? Được, cứ làm theo ý của đại soái. Giỏi. Dù muốn dù không, cậu cũng không được thắng. Ông chủ tiết,
Vậy Liễu cô nương, cậu không thấy tình hình đến đây hay sao? Nếu như không có Tiểu Liễu, chúng ta đừng hòng sống sót rời khỏi Đại Soái phủ. Mã Vĩnh Trinh, Mã Vĩnh Trinh, vừa rồi cậu đã trúng đòn chân rồi, còn để làm anh hùng sao? Cậu thua rồi. Vì Liễu cô nương, tôi nói cậu thua thì cậu phải thua. Tôi là Liễu cô nương của cậu phải đến hầu hạ tôi rồi hả? Đúng rồi, Mã Vĩnh Trinh, tôi muốn đích thân cậu đưa Liễu cô nương đến Đại Soái phủ cho tôi. Cậu nghe rõ chưa? Ông chủ tiết, bọn đưa Liễu cô nương đến đó thật sao? Hả? Đại ca phải lo cho đại cuộc. Chẳng lẽ cậu muốn gửi lại mạng sống cho Đại Soái phủ sao? Gửi lại thì có sao chứ? Năm xưa Tiết Trường Xuân tôi nhờ vào cú đấm sắt tung hoành khắp Thượng Hải, khó khăn lắm mới quy tụ được mấy trăm anh em gây dựng lên cơ nghiệp này. Nhưng hôm nay không may có sơ suất nhỏ sẽ bị quỷ trong một đúc. Bộ cậu tưởng là tôi định đưa Tiểu Liễu đến đó sao? Nhưng cậu thể vì giang sơn của mình mà bán đứng người đàn bà đó, thử hỏi còn nghĩ đến chữ nghĩa không? Chữ nghĩa à? Cậu còn nhắc chữ nghĩa cho tôi sao? Cậu là thằng quê mùa, nếu không có tôi nâng đỡ cậu, cậu được như ngày hôm nay à? Nếu hôm nay tôi có được là nhờ một người đàn bà hy sinh để đổi lấy, thà tôi không nhận. Cậu lặp lại một lần đi. Nếu hôm nay tôi có được là nhờ một người đàn bà hy sinh để đổi lấy, tôi thà không nhận. Cậu giống ơn bội nghĩa. Nếu phải bán đứng người mình yêu, thà tôi làm phu xe cả đời. Được, tôi cho cậu toàn nguyện. Cậu xéo đi, xéo đi, mãi mãi cũng đừng hòng về đây. Đại ca, có cần tôi kêu đám mai mút thủ tiêu hắn không? Không cần. Cho hắn ra ngoài nếm mùi đau khổ. Khi nào hắn hiểu rõ, tự hắn sẽ trở về. Chỉ cần em nói một lời, chúng ta lập tức đi khỏi Thượng Hải. Em không cần phải làm con rối của họ đâu. Theo anh cao chạy xa bay. Tại sao phải tự chà đạp mình? Em đi theo anh nha. Đi. Đi đâu bây giờ? Cho dù anh có thể trốn khỏi Thượng Hải, anh cho rằng có thể trốn khỏi lòng bàn tay của Đại Soái sao? Anh có thể bảo vệ em được không? Một mình anh có thể chống lại Ngũ Hồ Bang, có thể chống lại Lữ Đại Soái sao?
Thật ra đối với em mà nói, ngủ với người đàn ông nào cũng không khác biệt gì. Nếu anh cứ đòi dẫn em chạy trốn, chẳng những làm hại em, thậm chí còn liên lụy đến bản thân anh. Nếu anh còn chôn chân tại chỗ, tự em đi bộ đến đó. Ta vô dụng. Không phải lỗi của anh. Dùng đất bến Thượng Hải này được ví như long đàm hổ quyệt. Cho dù anh giỏi gấp mấy, các con vẫn không thể vượt ngàn trùng khơi. Thôi đi. Chấp nhận với số phận đi. Lý cô nương, mời. Thúc Trì, em đến rồi hả? Ừ. Ừ.
Liễu cô nương, có chuyện gì? Nếu như em không chê anh là một sa phu thân phận thấp hèn, anh muốn gì? Anh muốn chăm sóc em. Chăm sóc em? Anh lấy tư cách gì? Phải, thể xác của em đã bị tên họ Lưu đó chà đạp. Anh cho rằng em như thân tàn ma dại sao? Anh đồng ý lấy em là ân huệ lớn nhất đối với em. Em phải cảm động đến khóc sao? Không phải, ý anh không phải như vậy. Đúng vậy, em là đào gánh hát. Đồng thời cũng là người tình của Tiết Trường Xuân. Nhưng tất cả mọi chuyện đã xảy ra, em được quyền lựa chọn sao? Từ nhỏ em bị bán cho gánh hát, sống một mình không nơi nương tựa, còn thường xuyên bị người trong gánh hát ăn hiếp. Nếu không gặp được Tiết Trường Xuân, không biết em bây giờ sẽ ra sao. Do đó ảnh kêu em làm người tình thì em phải làm người tình. Ảnh kêu em ngủ với ai, em phải ngủ với người đó, cho dù ảnh kêu em đi chết. Em cũng phải chết. Còn anh, anh không còn sự chọn lựa sao? Anh đường đường là một đấng nam nhi, anh có võ công hơn người, chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác? Phải, em thân tàn ma dại, nhưng em hoàn toàn không tự ti, tại vì em không tự sa đọa. Còn anh vì vinh hoa phú quý cam lòng làm tay sai của Tiết Trường Xuân. Thử hỏi anh hơn được em bao nhiêu? Em cho anh hay, em không hề tự xem thường mình đâu. Cả không cần anh thương hại em. Không, anh không thương hại em. Anh thật lòng muốn lấy em, tại vì lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi. Anh muốn bảo vệ em. Anh một lòng một dạ muốn lấy em hả? Phải. Được, nếu một ngày nào đó anh không còn nương tựa Tiết Trường Xuân hoặc bất cứ ai khác, mà nhờ vào chính đôi tay của mình có thể tự đứng lên và trụ vững được, anh mới nói với em câu đó. Anh không còn sự chọn lựa sao? Anh đường đường là một đấng nam nhi, anh có võ công hơn người, chẳng lẽ không còn sự lựa chọn nào khác? Đây không phải là chỗ để nói lời từ thiện, đây là giang hồ. Cậu nhân từ với người khác là tự tàn nhẫn với mình. Nếu cậu không thể đổi lòng nhân từ với đàn bà ấy, cậu đừng hòng kiếm ăn từ bánh Thượng Hải này. Cậu là thằng quê mùa, nếu không có tôi nâng đỡ cho cậu, cậu được những ngày hôm nay sao? Nếu ngày hôm nay tôi có được là nhờ một người đàn bà hy sinh để đổi lấy, tôi thà không nhận. Nếu một ngày nào đó anh không còn nương tựa Tiết Trường Xuân hoặc bất cứ ai khác, mà nhờ vào chính đôi tay của mình có thể tự đứng lên và trụ vững được, anh mới nói với em câu đó. Được, sẽ có một ngày anh dựa vào đôi bàn tay của mình tự đứng lên và trụ vững, đứng ngay trước mặt em. Nha hờ, đây là Mã Vĩnh Trinh, Mã Đại Hiệp chứ ai. Sao có sòng bạc không chịu lo mà lại ra đây làm sa phu vậy? Nhưng dù sao anh cũng từng làm đại ca một thời gian, xem như từng dễ dàng. Nè, đứng dậy, tôi phải ngồi xe của anh. Mời. Hôm nay anh sao vậy?
đầu óc của anh có vấn đề hay là mất trí nhớ vậy? Mời cô lên xe. Cô đi đâu? Tứ Mã Lộ. Ngồi vững đó. Nè, dừng dừng, dừng lại đã. Tôi không đi Tứ Mã Lộ nữa. Tôi muốn đi đường Tự Lãi Quả. Ê, cho tôi đến Lục Mã Lộ đi. À, Mã Vĩnh Trinh, Mã Vĩnh Trinh, anh định làm gì vậy? Mã dừng xe. Mã Vĩnh Trinh, anh muốn gì? Đồ điên, anh đúng là điên mất rồi. Qua bên này nè, cắm cho chắc vô đó nha. Tiền vô đây, nhanh lên. Rồi rồi rồi, từ từ. Cứ vô liền, cứ vô liền. À, đây đây, bên này nè. Cẩn thận đó, coi chừng đóng vô tay nha cha. Cẩn thận. Ừ, rồi nhìn đây giùm coi. Bê, cứ ra ngoài nha. À, bố à, con cẩn thận nha, đừng gây rắc rối đó. Đi đi. Tâm đi. Đưa cho đúng kích thước nha. Tranh thủ đi. Nè. Các cậu nhanh tay giùm tôi cái coi hả? Yên tâm đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mã đại ca. Mã đại ca. Mã đại ca gì rồi? Mã đại ca gì? Mã đại ca gì? Rồi. Hay quá. Mã huynh đệ, sao cậu trở về đây? Chú cá. Chỗ này mọi người đang làm gì vậy? À, Diễm Trinh à, chúng tôi dùng tiền cho cậu gửi về để chống chột nhà này. Đổi lại nhà kia. Con nhìn kìa, có phải ta đổi mới hết luôn rồi không? À, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Mã đại ca, sao hôm nay anh ở không vậy? Anh không có chuyện sòng bạc hả? Tôi không còn làm cho Tiết Trường Xuân nữa. Hả? Kỳ quá. Do đó, tôi phải dọn về đây ở chung với mọi người. Chẳng hay mọi người có đón nhận tôi không? Vĩnh Trinh à, từ Giáp Bắc dọn đến biệt thự sang trọng thì dễ dàng lắm. Nay cậu từ biệt thự dọn về đây ở đó nha. Tôi sợ cậu á, không có quen đó. Phải á. Chú Cát à, căn nhà chẳng qua do 4 bức tường ráp lại, có sang trọng hay không là do chỗ này. Rốt cuộc bây giờ tôi đã hiểu, đây mới thực sự là nhà của tôi. Đúng vậy, Mã đại ca nói sẽ dọn về đây ở chung với chúng ta. Mọi người
Nè, anh bạn kia, anh từng được sống trong giấc mơ phùng dinh một thời gian, có cảm tưởng gì không? Y như anh vừa nói vậy, chỉ là một giấc mơ, không nên nhớ làm gì. Trong lòng tôi chỉ nhớ những lời Liễu cô nương nói thôi. Người ta nói đầu kép vô tình, thật không ngờ vì Liễu cô nương mà cậu nói lại là người có lòng tự trọng như vậy hả? Vì mẹ tôi, vì cô ấy, và cũng vì bản thân tôi, tôi nhất định phải dựa vào đôi tay này để tạo dựng một sự nghiệp đường đường chính chính. Giỏi, có chí khí. Dựa vào lời cậu nói, tưởng theo quan tôi hứa sẽ giúp cậu. Muốn đánh gục Bạch Đầu Ghẻ với thực lực hiện nay của chúng ta, e rằng không làm được. Đại ca, chẳng phải có đại soái làm hậu thuẫn cho chúng ta sao? Cậu tưởng hắn là người tốt à? Đại ca, nếu nói như anh vậy, chúng ta cần khuất Trương Phạm Duy và thế lực đó. Quả thật phải làm vậy. Nhưng mà chúng ta nên bắt đầu từ đâu? À, đại ca, theo tôi nghĩ, chúng ta bắt đầu từ Giáp Bắc. Sao lại phải chọn Giáp Bắc? Tại vì thứ nhất, Giáp Bắc là vùng rộng lớn. Thứ hai, dân sống trong vùng đó là ăn mày. Ngoài ra còn đám cu li, họ dễ dàng đối phó hơn. Được, cứ bắt đầu từ Giáp Bắc. Hả? À, gì vậy? Gì vậy? Hả? Phá! Phá đi! Chó! Phá nè! Phá nè! Chó! Đập hết cho tao! Đập hết đi! Đập! Đi! Đập lên! Cho lên! Đi! Đi luôn! Hả? Ở đâu tôi đi phá vậy? Ừ! Lấy cây! Đập tôi! Cái gì? Cái người làm gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Ở chỗ mấy người, ai làm chủ vậy? Tất cả chỗ làm chủ đó. Tốt, có người làm chủ là tốt. Các người đó gặp may rồi. Ông chủ tiết của chúng tôi đã nhắm trúng vùng đất này. Vậy thì sao? Nhắm trúng thì phải tháo dỡ. Chúng tôi sẽ định bù một ít tiền để các người dọn đi khỏi nơi đây. Dọn đi đâu bây giờ? Phải. Không dọn. Nói chung chỉ biết ký tên lãnh tiền thì được rồi. Ok. Chúng tôi sống ở đây mười mấy năm trời, có lý nào kêu chúng tôi dọn? Bắt chúng tôi phải làm theo? Không dọn. Dọn hay không, không đến lượt các người đâu. Nhưng mà chúng tôi quyết định tháo dỡ thì sao? Hả? Người đâu? Tháo dỡ hết. Không được tháo dỡ. Nào ngon vậy? Mã huynh đệ. Mã huynh đệ. Thì yên tâm rồi. Mã Vĩnh Trinh, mạng của anh cao số lắm, có thể sống đến hôm nay. Vĩnh Trinh à, họ đòi tháo nhà cửa, hắn nói là do chủ tiết nhắm trúng vùng đất này á. Quan được, chúng ta sống ở đây biết bao nhiêu năm, chỉ dựa vào một lời nói của Tiết Trường Xuân đòi đuổi chúng tôi đi là sao? Mã Vĩnh Trinh, anh phản bội chủ tiết, còn dám nhắc đến tên tuổi của ông chủ tiết hay sao? Thượng Hải mênh mông, tôi và ông ấy đường ai nấy đi. Muốn tháo dỡ nhà tôi, đừng có hòng. Đừng hòng. Mà Vĩnh Trinh, xem tôi và anh làm người như thế nào. Sống lên. Ha.
Mã Vĩnh Trinh, trinh. Nghe. Mày có giỏi chờ tao quay lại. Đấy. Đây, đây, đây. Vĩnh Trinh à, này không chịu bỏ qua đâu, cậu mau trốn đi ha. Tôi bỏ trốn mọi người sẽ ra sao? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà cửa không còn nữa, mọi người ở đâu? Có giỏi thì cứ đến tìm Mã Vĩnh Trinh tôi. Tôi đây chờ các người đến. Trời ơi. Rốt cuộc mấy người muốn gì? Không cần phải hỏi. Tất nhiên là phóng hỏa để thiêu rụi làng này. Tiểu qua đâu? Anh đừng hiếp người quá đáng. Mã Vĩnh Trinh, tôi không chỉ phải thiêu rụi, và lại tôi còn phải cho người canh giữ các cỏ ra vào. Những người trong làng này đừng hòng có thể thoát khỏi nơi đây. Tôi phải thiêu rụi cả người và nhà cửa. Hả? Bây giờ phải làm sao đây? Vĩnh Trinh à, làm sao bây giờ? Anh quỷ giường tôi của người ta, còn đòi lấy mạng người ta. Tất cả đều tại anh. Anh muốn bảo kê cho họ chứ gì? Thôi được, ông chủ tiệc nói ông ấy muốn bọn họ chết trong tay của anh. Cái chết của họ đều do Mã Vĩnh Trinh anh gây ra. Mau huynh đệ, bây giờ tính sao đây? Tính sao giờ? Tính sao đây? Được, anh tha cho họ. Tôi theo anh về gặp ông chủ tiết. Thêm như anh còn biết điều một chút. Mau huynh đệ, Madaka, đừng đi theo họ. Đừng đi theo họ. Đừng đi theo họ. Đừng đi theo họ. Đừng đi theo mà. Hay họ là chết. Ma đại ca, không sao đâu. Ở lại đi. Bảo huynh đệ, đừng đi. Mã Vĩnh Trinh, cậu cứ đòi chống lại tôi phải không? Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ chống lại ông chủ tiết. Chẳng qua vì chuyện này tôi không thể không can thiệp. Mã Vĩnh Trinh, tôi một lòng muốn đào tạo cậu, nhưng rốt cuộc cậu lại phản bội tôi. Chẳng lẽ cậu không sợ tôi chấp hành gia pháp sao? Tức cười. Tôi đã là người của Ngũ Hồ Bang ông bao giờ, cớ sao tôi phải tuân thủ gia pháp của ông? Nếu cậu nói không phải là người của Ngũ Hồ Bang tôi, tại sao lại đại diện Ngũ Hồ Bang ra đua ngựa? Vào khoảng thời gian qua, cậu ăn của tôi, ở của tôi, chẳng lẽ không phải là người của Ngũ Hồ Bang tôi à? Cậu đã nhận rồi thì phải phục tùng tôi. Được, tôi là Ngũ Hồ Bang của anh cũng vậy, không phải cũng vậy. Nói chung có lý thì tôi nghe theo, nếu không có lý tôi mặc anh ban quy hay gia pháp. Hỗn láo! Nếu hôm nay tôi không cho cậu biết tay, tôi đâu còn mặt mũi gì ngồi trên này nữa. Người đâu? Dạ. Chặt hai tay quán đi. Dạ. Ừ. Dừng tay. Ừ. Em tới đây làm gì? Tiết gia, em đến xin tha cho Mã Vĩnh Trinh.
Đây là chuyện trong bang phái, em đừng xen vào. Phải, em không nên xen vào chuyện trong bang phái. Nhưng mà chuyện của Mã Vĩnh Trinh, em không thể không can thiệp. Nói vậy là sao? Tiết gia, anh còn nhớ không? Chính anh đã từng dạy em, nhận ơn người ta bằng giọt nước thì phải đáp lại con suối. Mã Vĩnh Trinh từng cứu em. Nếu như hôm nay Liễu Cúc Trì em khoanh tay đứng nhìn, em có xứng đáng làm người không? Có xứng đáng là người của Tiết gia anh không? Huống hồ, trong việc đối phó với Bạch Đầu Ghẻ, xem như Mã Vĩnh Trinh từng có công. Nếu đích thân anh ra tay giết ảnh, có khác gì để người đời chê cười? Tiết gia, xem như em xin anh, hãy nể mặt em một lần mà tha cho ảnh đi. Được, hôm nay anh nể mặt em mà tha cho hắn. Nhưng mà tội chết có thể tha, tội sống vẫn phải chịu. Ra tay choáng một trận, trục xuất Ngũ Hồ Bang. Dạ. Nhìn kìa, Madaka tỉnh dậy rồi. Madaka tỉnh dậy rồi. Khổ nghiệp quá. Madaka, Madaka không sao rồi. Madaka tỉnh dậy rồi. Không sao rồi. Madaka, không để. Mọi người yên tâm, Mã Vĩnh Trinh tôi không dễ gì chết được đâu. Mừng quá, mừng quá. Họ kéo đến rồi. Hả? Cái gì vậy? Các người tới đây làm gì? Lên báo cho các người biết trước, ngày mai trước khi mặt trời lặn, làng này phải dọn đi hết. Hả? Rồi sao? Hả? Ngang ngược vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Hả? Đừng không, chúng tôi thề không dọn đi đâu. Chúng tôi không dọn đi. 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 Không dọn. Không dọn. Trước kia mấy người ỷ lại Mã Vĩnh Trinh, còn bây giờ hắn muốn đứng dậy cũng không được kìa. Nói chung thì đã truyền đạt hết rồi, có dọn hay không tùy mấy người. Đây. Ngang ngược. Ngang ngược. Không dọn. Khỉ ấy dọn. Dọn gì?